6 giờ nha anh em, 6 giờ sáng nha. Thì hôm nay là xe cẩu tới hơi trễ, đáng lẽ 5 giờ đi rồi nhưng mà hôm nay delay xíu. Thì hôm nay là team của mình đi cùng với lại team của anh Tâm đi về Long Khánh, Đồng Nai để giao cái bộ hồ này nha. Thì tại sao mình nói là team của mình, bình thường mình đi có một mình thôi, nhưng mà hôm nay mình sẽ đi chung với một ông anh nữa để làm một cái layout ở trong cái hồ này. Đó, thành ra là hôm nay hai bên sẽ kết hợp với nhau để vừa giao hồ, vận chuyển setup và thi công layout trong hồ luôn nha anh em. Thì bây giờ là cậu đã đưa cái hồ lên trên xe được rồi. Bây giờ mời anh em cùng theo chân bọn mình đi Long Khánh, Đồng Nai nha. Của anh Tâm sẽ chia ra làm hai hướng. Một hướng là đi về Bình Dương giao một cái bộ hồ cũng xem kích cỡ giống vậy, cũng y chang giống vậy luôn, là về gần hồ Dầu Tiến. Còn bên mình là đi về hướng hồ Trị An nha anh em. Đó, thì bây giờ là sẽ đưa cái xe lên luôn. Xe mới mua nha anh em. Hôm bữa mới khoe trên mạng. À, xe kia đã đi rồi hả? Xe mới để đi rồi hả? À đồ quá, vậy là hai chiếc luôn. Ngon lành, ngon lành. Chiếc kia nhỏ để đem đi theo xe tải. À ok ok. Chiếc này có cẩu quá không, mới khiêng được không? Đó. Vận chuyển hồ lên với lại xe nâng lên rồi mới tới những cái vật tư bên team mình là đá rồi sỏi. Rồi form này cái thứ lên trên các bạn ha. Đó. Rồi đây là sỏi nè. Đó, sỏi suối nè, sỏi. Rồi đá nha các bạn, đây là bên đây mình là bật mí cho các bạn chút xíu là đá vỉa nha. Đó. Thì mình sẽ set cái layout gì với đá vỉa sẽ vô cái hồ đây thì mời anh em cùng xem video nha. Ok. Rồi sau khi mà xe cẩu đi thì mấy anh em ghé chỗ gần nhà anh Tâm ăn phở gà sát kén nha anh em. Đó, đây là cái sát kén nha anh em. Đó, thấy không? Cái mùi nó lạ lạ nè, nó ngon thịt cũ của mình người Hoa người ta hay ăn. Mình kêu thêm chén huyết, làm chén huyết anh em. Đó. Đây bỏ miếng rau vô ăn cho nó ngon nha. Ok, mời anh em ăn sáng ha. Anh Tâm có cổ phận đây luôn. One hour later. Rồi mọi người ơi, đi sáng giờ được hơn tiếng rồi cả nhà. Còn khoảng mười mấy cây nữa tới nha anh em. Đi vô cái đường gì giờ gần rú không anh em, cây cối không à. Lát hồi chiều về làm biết mấy giờ về có đèn đường không nữa. Rồi ok anh em, như vậy là xe cẩu đã tới rồi anh em. Thì bây giờ là anh em nhanh chóng tháo cái dây ràng ra và bắt đầu chuyển hồ xuống nha. Cái hồ này nó có một cái rất là đặc biệt. Anh em nhìn ở phía sau nè, anh em thấy nó dư ra một khúc không? Đó. Tí nữa khi mà vô bên trong thì mình sẽ chỉ cho anh em là tại đây đã di chuyển được cái hồ từ trên xe cẩu xuống mấy cái chân rồi. Bây giờ để cho nó ngay ngắn lại và bắt đầu mình đẩy vô thôi. Rồi cái hồ bây giờ sẽ được đẩy vô trong nhà nha mọi người. Đây. À, được cái ở trong nhà là có những cái chậu trồng bắp cải rất là xanh tươi luôn anh em. Đó, nhìn rất là thích luôn, nhìn đã. Đó. Này. Đó. Còn ở bên trong đây là cái vàng này là đang anh chủ anh đang trồng dưa hấu. Đó, dưa hấu. Đây, cái này nhú lên rồi nè anh em. Đó.
À, ha, dưa hấu nha. Ở bên đây á, là có một cái chỗ này là cái lọc, cho đây cái lọc. Đây cái hồ này là cái hồ nhìn cái kiến nhìn xuống dưới luôn. Đó, chỗ này ngồi uống cà phê. Đó, đây là cái hồ cá, nhưng mà hiện tại là không có nuôi cá anh em. Đây có nuôi cá chép. Cá chép dưới đây. Bây giờ là sẽ đưa cái hồ lại gần cái bậc, xong rồi sẽ nâng. Rồi. Sẽ nâng, mình nâng lên nha anh em. Đó. Xe nâng này là anh Tâm anh đem từ từ xưởng đi theo luôn. Đó. Rồi sau khi đã nâng lên cái độ cao mà qua được cái bậc thềm rồi thì bắt đầu sẽ xoay cái hồ và đưa cái hồ vô. Anh em nhìn thấy có vẻ là đưa vô dễ dàng nhưng mà cũng không dễ như mình nghĩ đâu anh em. Là cũng phải rất là cẩn thận nha. Bởi vì mặc dù là có mấy cái bậc thang thôi nhưng mà chủ quan là sơ sẩy là rất là mệt. Thành ra là phải làm cho nó cẩn thận. Rồi ok, bây giờ sẽ đẩy vô trong nhà thôi mọi người. Rồi, bây giờ đẩy vô trong nhà nha nè. Còn một cái gờ nhỏ cuối cùng ngay chỗ này nữa anh em. Là ở sông nè, một cái gờ tí này nè. Đẩy đi. Rồi, vô rồi. Rồi, cái vị trí đặt hồ là sẽ đặt trên đây nha anh em. Thì hồi nãy mình có chia sẻ là cái hồ nó sẽ dư ra một chút xíu thì nó sẽ gác lên đây nha mọi người. Nó gác lên chỗ này. Đó, nó gác lên chỗ này, gác hết lên lọt lòng chỗ này luôn. Và cái chỗ này là sẽ làm cái phần chanh phía sau hồ nha anh em. Đó, anh chủ anh muốn là cái hồ lọt lòng ở đây luôn. Đó, làm cái chanh phía sau. Đây là cái chanh thuận buồm xuôi gió của người bạn của gia chủ. Thành ra là anh muốn giữ lại cái chanh này để anh làm cái phần chanh của cái hồ luôn. Rồi bây giờ mọi người sẽ chuyển cái sen lên. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ hạ cái hồ xuống nha mọi người. Rồi kéo ra để rút cái xe kìa mọi người. Cái xe đây. Rồi rút cái xe ra. Này cho nó sát cái đấy. Đó. Đi vô. Để nha, để không nó cắn kính nha. Rồi. Bên trong có kiến á. Rồi hạ xuống một xíu đẩy vô tao, còn hộ ba không? Còn hộ tăng cường ba không? Hạ xuống đẩy tay vô được rồi. Xuống ở đây, còn ba không? Ý là anh hạ xuống là nó sẽ đứng cái hồ nó lại. Đúng rồi. Ở trên đó sát được rồi. Bây giờ đang canh hai mí hai bên để hạ cái hồ vô nha mọi người. Đó. Tại vì cái vị trí đặt hồ này nó hơi đặc biệt chút. Thành ra là khi mà đưa vô thì phải rất là cẩn thận nha. Đó. Rồi. Vô cái khung rồi đó anh em. Rồi bây giờ bắt đầu rút xe ra. Rồi bây giờ bẫy lên để lấy cái miếng gỗ ra. Tăng độ khó của game. Chôn nó ngược về đây cái mấy bạn nó bẫy được.
Đây còn hai miếng gỗ nữa là ổn áp rồi anh em. Rồi như vậy là đã hoàn tất đưa cái hồ vô vị trí rồi anh em. Nó cũng cái chỗ này cũng khá vất vả nhưng mà đã ổn rồi hai bên rồi anh em ha. Ok, anh chủ là ảnh ok cái vị trí này rồi đó. Bây giờ bắt đầu tháo siêu bóc tem hồ nha mọi người. Đó. Hay hồ. Có chơi chơi. Không lấy ra cũng không lấy được. Vô được rồi lấy ra là khỏi. Không lấy ra cũng không lấy được. Đâu anh em cho tôi xin cái comment coi là cái vị trí để hồ này ổn không anh em. Đó. Ok anh em. Sau khi mà tháo ở trên này kia ra xong hết rồi, bắt đầu bên dưới thì bên anh Tâm sẽ setup ống yết này kia lại, ráp ống lại. Còn phía trên thì team của mình sẽ bắt đầu setup layout nha anh em. Đó. Anh em đợi xem coi cái hồ này là sẽ vô layout gì nha mọi người. Ok. Rồi cả nhà ơi, sau khi mà hồ đã vô vị trí á, thì bây giờ bắt đầu soạn đá đó nha anh em. Đây rất là nhiều những cái viên đá vỉa suối sẽ được soạn ra đây và được đẩy xe vô trong nhà. Bên mình sẽ setup layout đá vỉa suối là vật liệu chính nha anh em, và rải sỏi ở dưới. Đâu tự nhiên có cái xe này tiện quá ta. Đó. Đây những viên đá này đã được chọn lựa ở Sài Gòn rồi nha anh em. Đó, đem theo rất là nhiều luôn, đem dư đá luôn để có gì mình có thể thay đổi cái đá, thay đổi theo cái bố cục theo ý của anh chủ. Đó. Đây còn đây thì bạn Tùng bên team của anh Tâm đang setup ống lại. Đó, gắn những cái ống vô, mình tháo rời mình đem đi, bây giờ mình tới mình gắn vô. Rồi bây giờ sẽ bơm vô chút xíu khoảng mấy ly nha anh em, để canh cái mực nước coi là nó có bằng chưa, canh cái hồ coi có bằng thẳng chưa nha anh em, để biết là nếu mà lập bên nào thì sẽ chêm bên đó. Sau khi đã trao đổi với anh chủ về cái hướng của những cái viên đá cũng như là sơ sơ cái layout vô trong hồ như thế nào để phù hợp với lại cái hồ cũng như là gia chủ, thì đã fit được cái vị trí này sẽ là chỗ đặt cái viên đá chính nha anh em. Nó sẽ nằm ở chỗ này khoảng 2/3 hồ về phía bên trái nó, và nó sẽ lài xuống phía bên phải đó, nó sẽ thấp từ từ xuống đó, nó tạo thành giống như là những cái dãy núi đó anh em, cho nó trông cho nó thật là tự nhiên anh em. Ở bên đây thì người của anh Tâm đang setup những cái ống ở phía dưới phần hút của xả đáy của cái lọc nha mọi người. Đó, lọc này thì sẽ được trang bị những cái ống xả đáy ở dưới đây, khi nào cần xả thì cắm ống vô và xả ra ngoài thôi, mở van xả ra ngoài thôi. Đây là cặp đèn của cái hồ này nha mọi người. Đây ngoài đây cái, đây cái đó, cặp Chihiros WRGB 2 Pro LED. Đây là cái đèn Chihiros cái mẫu mới nhất luôn nha mọi người. Đó. Hồ này sẽ sử dụng hai cây này nha anh em. Anh Tâm anh đang khui đèn. Đó. Bóc tem. Ốc đâu của nó phải không? Rất mất là ngáo luôn á. À, con này nè phải không? Ủa con nó dễ rớt lắm á. Con này là ai chơi thủy sinh á mới có mấy con này dư thôi. Mấy cái đèn thủy sinh. Ừ, mới có thôi. Mới tìm không ra luôn á. Đây bây giờ anh Tâm anh sẽ bóc tem cây này ra nha mọi người. Đây mình quay luôn. Nãy anh bóc cây kia lẹ quá không kịp quay. Đó. Đây ông anh mình sẽ bắt đầu xếp đá ra ngoài trước để xem cái bố cục rồi này kia như thế nào, có ok hay không. Rồi mới bắt đầu mới vô trong hồ nha mọi người.
A few hours. Rồi mọi người ơi, bây giờ tạm nghỉ trưa để ăn cơm nha. Thì anh chủ rất là chu đáo luôn, là mỗi người một hộp cơm đùi gà. Đây đùi gà nha, rất là ngon luôn. Đó, có cơm thêm luôn nha mọi người. Đây cơm thêm, canh, rồi nước đầy đủ hết. Ngồi đây rất là mát mẻ luôn. À, ngồi đây giờ mình ra nguyên cái giường luôn, rất là mát mẻ nha. Ngồi cái đàn luôn, nắng trái đầu luôn. Đó. Rồi bây giờ mời anh em ăn cơm nha. Sáng mời ăn sáng, bây giờ mời ăn trưa. Rồi sau khi đã xếp thử cái layout ở bên ngoài thì bây giờ bắt đầu ông anh mình ổng sẽ chui vô hồ. Đó. Phiên của anh Tâm là gần xong rồi, bây giờ tới phiên của bên mình ha. Lấy gì? Rồi sau khi đã vận chuyển một số đá vô thì lấy cái khăn ra anh em, để cái khăn cho nó đừng có bị chạy hồ mà. Đó thì ông anh mình đang dán cố định những cái cục đá lại với nhau nha. Đó. Bên mình sử dụng xi măng với lại giấy để làm cái chất kết nối với lại keo 502. Rồi mọi người ơi, sau khi đã xếp được khoảng 2/3 phần layout thì bây giờ sẽ bắt đầu vệ sinh sỏi nha anh em. Đây, mấy cái sỏi này là thực ra bên mình đã vệ sinh trước ở nhà rồi, rửa qua 2-3 nước rồi. Nhưng mà lên đây mình rửa lại qua một cái nữa cho nó sạch. Đó, cái đá kia đó, cái đá vỉa suối thì không có rửa tại vì phải dán. Đó, ướt thì nó không dán được. Còn cái sỏi này thì mình rửa thoải mái. Ok anh em ha. Đây chỗ này sẽ cho một cục đá cho nó cao lên xíu anh em. Tại vì cái độ lài này nè, nó hơi xuống dốc nhanh quá. Thì mình cho đá lên nhô lên tí. Đó. Cho nó hạ là từ 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 xuống. Ok không? Rồi bây giờ bắt đầu dán để kết nối những cái viên đá này nha các bạn. Thì cái phần đá chính là đã dán xong rồi nè. Đó, ok rồi đó, chắc chắn rồi đó. Bây giờ tới những cái viên đá nhỏ. Những cái vị trí mà lỗ này sẽ cho sỏi vô để cho nó bít lại hết nha anh em, chứ không phải để gì nha anh em. Rồi bây giờ ông anh mình đang vô sỏi để nền nha anh em. Đó, mở cái đèn lên nha. Đó. Anh em thấy ok không? Nó cũng bắt đầu nó ra hình cái dáng rồi đó anh em. Rồi những cái chỗ nào mà đá nó còn vương ở trên, đá sỏi nó còn vương ở trên đó thì quét cho nó xuống dưới những cái khe nha anh em. Đó. Đó, những cái khe là đã lấp đầy hết sỏi với lại sỏi nhỏ, sỏi lớn này kia các thứ mix với nhau. Đó. Sỏi suối nha anh em. Cái sỏi này vô thì nó sẽ tự nhiên hơn.
Rồi sau khi đã hoàn tất này kia các thứ xong và chỉnh sửa xong rồi thì bắt đầu vệ sinh cái mặt hồ lại để chụp hình cho nó ok nha anh em. Đó. Rồi như vậy là đã hoàn tất vô cái layout đá nha anh em. Đó. Bây giờ chuẩn bị vô nước nha anh em ha. Trước khi vô nước thì mình quay cho anh em xem lại cái layout một cái nha. Rồi bây giờ gần như đã gần xong rồi các bạn. Thì mỗi người một cái kem nha. Anh Tâm cũng đang ăn cái kem nè. Đó. Bây giờ mình chạy lọc chút xíu cho cái hồ nó trong tí nữa là mình quay final là xong. A few moments later. Nó cho cá ăn lâu hơn thì anh cộng nó lên. Đó 15-20 phút là nó đếm hết 20 phút là tự nó sẽ chạy lại. Đó là cái khoảng thời gian cho cá ăn á. Còn bấm cái nữa là ốp luôn nè. Bấm cái nữa là nó chạy lại bình thường. Này nó không có áp đúng không? Chỉ điều khiển trên này thôi. Đúng rồi, chỉnh cái này thôi. Máy bơm thường là không có áp. Có đi mơ. Tại vì cái cục đó là nó cục nguồn của nó luôn. Rồi ok anh em, như vậy là đã hoàn thành cái hồ rồi nha mọi người. Bây giờ là đang chạy nước cho nó trong. Đó, hồ mới setup mà như vậy là cũng là khá trong rồi anh em. Đó, tại vì setup sỏi đá đó thì nó sẽ có rất là nhiều những cái cặn bẩn dơ. Mặc dù là đã xử lý nước ở bên ngoài 4-5 lần, 3-4 lần rồi, nhưng mà vẫn không thể hết dơ được. Nhưng mà vậy là ok anh em ha. Đó, ở phía trên là cái layout đá vỉa suối với lại sỏi suối của bên team mình. Rồi phía dưới đây là cái hồ của anh Tâm. Thì bây giờ sẽ chia sẻ, anh Tâm sẽ chia sẻ về cái hồ này nha. Rồi hello anh. Rồi chào. Rồi anh có thể giới thiệu mọi người về cái thông số cái hồ này đi anh Tâm. Cái này là 1m98, rộng 68, cao 81, khiến 15 ly siêu trong 3 mặt. Cường lực luôn phải không? Cường lực luôn, tại lực nhà, luôn nhà anh có nít thành ra cường lực hết toàn bộ, kể cả cánh cửa với lọc cũng cường lực luôn. À. Này là hồ hai lớp đáy, nhưng mà thiết kế kiểu mới là view, giống như mấy anh em hay biết là view bốn mặt á. Là view có nghĩa mặt. Là ở hai bên của hồ nó sẽ có hai cái hộp ở bên trong. Dạ. Yeah. Nhưng mà này là do cái góc vị trí để hơi đặc thù cho nên anh khách yêu cầu là chuyển hai cái hộp ra ngoài. Yeah. Để khi mình đứng mình nhìn vô hồ nó sẽ trống hoàn toàn, nó không có thấy hai cái hộp đó. Rồi còn bên dưới lọc thì bên có cải tiến gì không anh? Cũng vậy thôi, thêm dàn mưa. Anh mở cho mọi người xem nhé. Bên dưới lọc là ba khay dàn mưa rồi dưới mắt củ sen, mắt chích. Đây ba khay bông lọc nha, dàn mưa đó, củ sen, đây dưới mát nè, dưới mát ngăn thứ nhất. Ngăn thứ nhất là ngăn lắng nha nè, ngăn lắng thì trong đây có cây UV 20W. Đó. Rồi ở đây là lưới bông lọc, rồi xi mát, rồi tới củ sen vơ 3, rồi tới ngăn matchit, rồi tới ngăn bộ 3 mountain chi. Mini ring mountain cái gì đó. Mini ring my fan ring, nitrogen. Rồi cái ngăn cuối là ngăn bơm thì có một cái sưởi nha anh em. Cái sưởi 1000W, sưởi bao nhiêu 1000. Cái chỗ này có một cái van một chiều là để cho nó không có xuống nước anh em. Đó. Rồi, ở đây thì cái chỗ này thì cái lọc thì anh Tâm anh có khoét cái này để mình có thể mình để những cái máy oxy với lại van xả hồ. Van xả bên đây. Đó, adapter này kia cái thứ mình nhét cho đó. Đó, đây là điện bên đây. Ảnh đi điện lại cho nó gọn. Bữa nay điện lại cho rồi. Hồ này thì sử dụng hai cây đèn Chihiros 90. Chihiros mới anh em. Đó, như ban đầu mình có quay cho anh em xem rồi đó. Ok anh em ha. Thì anh em nào mà quan tâm những cái bộ hồ như thế này thì anh em có thể liên hệ với lại bên mình hoặc là bên thẳng bên Tâm luôn. Tất cả đều ok hết.
Rồi, anh Tâm có muốn nói gì nữa không? Thôi, giờ này ta đi. Về. Lẫm lúa về phải không? Đi từ sớm. Rồi. Xe cẩu nó chậm quá, thành ra tới giờ này mới xong chứ. Rồi, về thôi, chứ không thôi mưa. Mưa gió quá. Never.